国家就是中国这里，中国是，它是把消息全部封锁的。Thông não cho người dân Trung Quốc về những sự thật ở Việt Nam. Chắc hẳn các bạn còn nhớ ông Anh người tung của với kiến thức nhầm lẫn tai hại rằng Hồ Chủ tịch là người Trung Quốc này phải không? Tuy nhiên khi trò chuyện thêm với nhiều người Trung Quốc khác thì dân Việt Nam mới ngỡ ngàng về những thông tin tuyên truyền sai trái, lệch lạc. Đầu tiên là tin đồn rằng Việt Nam cực kỳ nguy hiểm. Tiếp nữa là những nhầm tưởng tai hại về vấn đề hôn nhân gia đình. Quốc gia 就是中国这里，中国是，它是把消息全部封锁的。嗯。就是其实如果没有这个软件的话，你是不可能就是有一些知道一些中国或者什么乱七八糟的。那个。我知道。就是我听说越南那里还可以买老婆。哦。那就是你们那可能就是你们的问题，因为以前我来中国后或者我在网上打游戏的时候，他们知道我是越南人，他们都问我在那里彩礼多少，能不能买老婆那种。可是那只是以前的观点，你知道，就是以前在那种山上那种少数民族的地方，然后他们被绑架或者被坏人带去卖到中国什么的当老婆，可是那种只是一个犯法的行动。哦，就是说不是那个不是，就是买卖人肯定是犯法了。Giống như bạn nam trên vừa chia sẻ, vấn đề tra cứu thông tin được chính phủ Trung Quốc quản lý rất chặt chẽ. Thế cho nên người dân mới tưởng nhầm rằng thì là. 就是门越南那个地方。以前是属于中国的，后来，以前是属于中国的，后来划过去的。你在哪追的？是你们啊？是你们类似个追吗？我大学生，我能不知道。Đến đây thì đúng là cũng tạm lời rồi. Hy vọng những quan điểm sai lệch trên sẽ được đính chính để người Trung Quốc hiểu hơn, có cái nhìn đúng đắn hơn về Việt Nam nói riêng và tình hình thế giới nói chung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.